Moscow đánh bật Kiev ra khỏi Rabotino, cờ Nga được kéo lên ở phía bắc của ngôi làng. Ukraine báo tin mừng, Crimea dung chuyển vì nổ lớn. Ukraine đã phát hiện hàng trăm đường dây đưa người vượt biên trốn quân dịch. Mỹ phản đối ICC điều tra Israel, Moscow chỉ trích Washington vô lý. Israel nổ súng giữa trung tâm thủ đô Tehran, ám sát sĩ quan IRGC, Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tờ Rossiya Gazeta của Nga cho biết kênh Telegram xung đột Military Correspondent of the Russian Spring là nơi đầu tiên đăng tải thông tin về việc cờ Nga được kéo lên ở ngoài ô phía Bắc Rabotino. Kèm theo đó là một đoạn video cho thấy thất bại của lực lượng Ukraine tại khu vực này. Thông tin sau đó được truyền thông Ukraine xác nhận. Theo Rossiyskaya Gazeta, lực lượng Nga thuộc Trung đoàn 70, 71, 291, Lữ đoàn 136 và Sư đoàn Dù 76 dưới sự yểm trợ của không quân đã tiến hành các đợt tấn công ác liệt buộc lực lượng Ukraine phải tháo chạy dưới áp lực quá lớn. Sau đó, các binh sĩ của Trung đoàn 71 đã treo cờ Nga lên phía trên một tòa nhà ở ngoại ô phía bắc ngôi làng. Trước đó, kênh truyền hình Channel 24 dẫn lời ông Dmitry Lykova, người phát ngôn của nhóm tác chiến Tavria, Ukraine cho biết, Lực lượng Nga đang quyết tâm giành lại Rabotino khi liên tục luân chuyển và thay thế các đơn vị đã kiệt sức bằng lực lượng mới Theo ông Likova, Nga tập trung khoảng 50.000 binh sĩ quanh Rabotino và tập kích khu vực này từ nhiều hướng khác nhau Được biết, làng Rabotino cách Orekhov nơi đóng vai trò là căn cứ cho lực lượng của Kiev chừng 12 km Vào mùa xuân năm 2022 lực lượng vũ trang Ukraine đã ổn định được mặt trận ở đó và bắt đầu tích lũy lực lượng cho cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6 năm nay Thành phố Tokmak nơi cũng là căn cứ của quân đội Nga, cách Rabotino 22 km. Khoảng cách dường như ngắn này rất phức tạp đối với quân đội. Trong đó, hai tuyến phòng thủ, bãi mìn, vị trí pháo binh được chuẩn bị sẵn và các phương tiện bảo vệ khác tách tốc khỏi địa điểm chiến đấu hiện tại. Hơn nữa, tốc đã trở thành một pháo đài có khả năng đảm bảo an ninh toàn diện nếu địch chọc thủng các phòng tuyến khác. Rabotino là khu định cư đầu tiên theo hướng tấn công theo kế hoạch của Ukraine và Tokmak và đi trước tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Về mặt lý thuyết, nếu quân đội Ukraine hành động thành công hơn thì có thể đã nhanh chóng chiếm được Rabotino, còn quân đội Nga sẽ tập trung bảo vệ tuyến phòng thủ đầu tiên. Trang tin Top War của Nga chiều ngày 30 tháng 4 dẫn thông tin cập nhật mới nhất cho biết, toàn bộ phần phía Tây, khu trung tâm và một phần phía Bắc của Rabotino đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Lực lượng Ukraine chỉ còn bám trụ ở phía đông của ngôi làng. Quân đội Nga đã bẻ gãy phòng tuyến của Ukraine, lính xung kích từ tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 71 dưới sự yểm trợ của không quân, pháo binh và máy bay không người lái đã buộc phần đông đơn vị tác chiến Ukraine phải rút khỏi ngôi làng. Không quân Nga tích cực sử dụng bom đường không trong các đợt tập kích vào Rabotino, dẫn tới tổn thất đáng kể cho lực lượng Ukraine tại đây. Tiếp đó, các nhóm bộ binh và lính rủ tham chiến đánh bật quân Ukraine khỏi nhiều vị trí. Tình hình tại Rabotino nói riêng và Zaporizhia nói chung đang có nhiều biến động. Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 30 tháng 4 dẫn báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn vào Zaporizhia Trước tình hình có nhiều biến động, quân đội Ukraine đang cố thủ bằng cách huy động quân dự bị. Riba cho biết, từ vài ngày trước, Ukraine đã bắt đầu tích lũy lực lượng dự bị nhằm tiến hành một cuộc phản công. Tuy nhiên, với những bước tiến của lực lượng Nga, Top ua cho rằng JG sắp điểm, Rabotino đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Trả lời trang tin Lenta.ru của Nga ngày 30 tháng 4, ông Rogov, người đứng đầu phong trào We Are Together with Russia cho rằng mọi thứ gần như đã kết thúc, bất chấp việc các nhóm kháng cự nhỏ của Ukraine vẫn đang cố cầm cự vì không chấp nhận sự thật. Ukraine mới đây tuyên bố giải phóng đảo Netchiga trên sông Dniep ở tỉnh Kherson. Trong khi đó, trên bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát, các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Simferopol, Hvardiske và Dzhankoy. Ông Dmytro người phát ngôn của lực lượng phòng vệ miền Nam thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, việc giải phóng đảo Netchiga đối với Ukraine có tầm quan trọng về mặt chiến thuật đáng kể. Theo ông, việc kiểm soát Netchiga sẽ giúp lực lượng Ukraine tăng cường khả năng chống phá hoại của quân đội Nga ở Kherson. Ông Pletenchuk giải thích, kiểm soát Netchiga có tầm quan trọng về mặt chiến thuật, giành được những vị trí không cho phép kẻ thù tiếp cận vị trí của chúng ta là rất quan trọng. Vị quan chức Ukraine nói thêm rằng, thực tế có rất nhiều hòn đảo giống như Netchiga trên sông Dnep mà người Nga đang kiểm soát để sử dụng cho mục đích riêng của họ. Đảo Netchiga từng là vùng đất không có người ở trong một thời gian. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr cũng xác nhận rằng các đơn vị Ukraine đã tiến vào khu vực Velentensk và thiết lập quyền kiểm soát đảo Netchiga ở tỉnh Kherson cách đây ít hôm. Trong một diễn biến khác, người dân ở Crimea cho biết họ đã nghe thấy các vụ nổ lớn trên bán đảo do Nga kiểm soát vào đêm 29 dạng sáng 30 tháng 4. Cụ thể, những tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển các thành phố Simferopol, Hvadisk và Dzhankoy. Cơ quan chiếm đóng của Nga cho biết giao thông trên cầu Crimea đã bị đình trệ trong khoảng một giờ khi cây cầu này tạm thời bị đóng cửa. Trong khi đó, ông Vladimir Rogov, một quan chức do Moscow bổ nhiệm ở Zaporizhia, ngày 30 tháng 4 tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn thành công tên lửa của Ukraine trên bầu trời thành phố Donetsk và Simferopol thuộc bán đảo Crimea trong đêm. Ông Vladimir Rogov nói thêm rằng dữ liệu sơ bộ cho thấy Ukraine đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo Atak MS cho cuộc tấn công. Trước đó, cố vấn Oleg Kriuchkov của ông Sergei Asionov người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, kêu gọi người dân ở Crimea hạn chế chụp ảnh hệ thống phòng không đang được kích hoạt hoặc đăng những hình ảnh liên quan lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga đã đăng trên mạng xã hội thông tin về việc tên lửa Atak MS bắn vào bán đảo Crimea từ khu vực Kherson phía nam Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan trong tháng này xác nhận số lượng đáng kể tên lửa Atak MS tầm xa đã được chuyển tới Ukraine vào tháng 2. Đây là một phần của gói viện trợ trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip ghi cảnh các quân nhân Nga thuộc nhóm tác chiến Tosent vận hành UAV FPV, tức UAV góc nhìn thứ nhất. Một thiết bị bay không người lái UAV phiên bản trực thăng có tính gọn nhẹ và cơ động cao, dễ dàng luôn lách linh động và công sự đối phương để đánh vào hệ thống chiến hào của Ukraine ở Donetsk. Video trên tổng hợp 3 clip tấn công bằng UAV của Nga, trong đó có clip ghi cảnh ở vùng Semyonovka và cảnh ở vùng gần Sponoye. Video chứa đựng các hình ảnh truyền về từ camera gắn trên mũ UAV cảm tử lao vào mục tiêu, cũng như từ camera gắn trên UAV trinh sát theo dõi toàn bộ quá trình tấn công. Đầu tiên, UAV trinh sát của Nga xác định mục tiêu, ghi được cả hình ảnh binh sĩ Ukraine đang đi lại bên trong chiến hào có mái che phía trên. Sau đó, UAV cảm tử được tung vào trận. Trong khuôn khổ kế hoạch quân sự tại Ukraine, quân đội Nga sử dụng UAV cảm tử, còn gọi là UAV kamikaze hay đạn tuần kích, để tấn công trực diện đối phương loại bỏ các mục tiêu có giá trị cao như xe thiết giáp, cơ sở hạ tầng và điểm tập trung quân. Trước đó cũng tại Đô Nhét, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Semyonovka, tỉnh Đô Nhét. Bộ này cũng công bố một đoạn video cho thấy các lực lượng Moscow đã triển khai máy bay không người lái UAV tấn công các cứ điểm của Ukraine trong khu vực. Đoạn video cho thấy các UAV xác định mục tiêu, sau đó lao thẳng vào và gây ra các vụ nổ lớn phá hủy các cứ điểm kiên cố của binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Moscow cũng đẩy lùi thành công 10 cuộc phản công của quân Kiev ở Semyonovka và một số ngôi làng lân cận. Kiev mất nhiều binh sĩ trong chiến dịch tiến công này và chiến dịch không thành công. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đã tấn công một đoàn tàu chở hàng chở thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho lực lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tấn công kết hợp có sự tham gia của máy bay, tên lửa và pháo binh một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công trong khu vực định cư Udechnoye, nằm ở phía tây của Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhân sự và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một ga bốc dỡ hàng đường sắt ở khu vực Balakliya thuộc vùng Kharkov của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng Moscow hiện đang kiểm soát chặt chẽ tình hình tiền tuyến và đang dần đẩy lùi quân đội Ukraine. Trong khi đó, Tổng tư lệnh Ukraine tướng Oleksandr Shishky thừa nhận đã có một cuộc rút lui chiến thuật ở Donetsk. Ông Shishky xác nhận rằng lực lượng của Kiev đã rời khỏi làng Semyonovka và Berdychi. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, dù không thể nhanh chóng, nhưng lực lượng Nga nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát thành phố Chashopya ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Nga tăng sức ép lên Chashopya kể từ tháng 3 bằng các cuộc tấn công liên tiếp nếu kiểm soát được Chashopya, Nga sẽ tiếp tục tấn công vào các thành phố, thị trấn được coi là vành đai phòng thủ quan trọng cho Ukraine ở tỉnh Donetsk. Theo trang Business Insider ngày 30 tháng 4, dù chưa rõ liệu giới chỉ huy Nga có chuyển hướng tập trung hay không, các binh sĩ nước này đang giàn trận tấn công theo hướng Tây Bắc, thị trấn Adipka ở Donetsk nhằm vào vành đai pháo đài của Ukraine. Ukraine nhiều lần cảnh báo rằng Nga tìm cách kiểm soát thị trấn Porovsk phía tây bắc Bắc Mút. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng Nga có lựa chọn tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung xung quanh Chashopya. Chashopya là thị trấn gần Adipka, có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược vì nó sẽ cung cấp cho lực lượng Nga một địa điểm để tiến hành các hoạt động tấn công gần hai trong số bốn thị trấn lớn tạo thành vành đai pháo đài cho Ukraine ở tỉnh Donetsk. Chashopya nằm gần Dukivka và Kostiantynivka, hai thị trấn phía nam của vành đai. Hai thị trấn còn lại trong vành đai này là Slovians và Kramatos nằm chết lên phía bắc nhưng cũng dọc theo xa lộ H-20. Theo ISVK, Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể quyết định rằng việc tiến lên phía bắc dọc theo đường cao tốc H-20 sẽ cho phép lực lượng Nga tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung tiếp theo từ phía đông và phía nam nhằm vào rìa phía nam của vành đai pháo đài Ukraine ở tỉnh Donetsk. Tuy nhiên điều này không phải dễ vì Nga có thể vẫn phải quyết định ưu tiên tiến lên về phía Tây thay vì phía Tây Bắc từ phía Adipka hướng đến vành đai pháo đài. Hiện giới chức Ukraine cho rằng phía Nga đã điều động đến 4 lữ đoàn gần bằng sức mạnh chiến đấu của một sư đoàn được tăng cường phía Tây Bắc Adipka để ổn định các khu vực của mặt trận và hỗ trợ các hoạt động xâm nhập. Giới chức quân sự Ukraine nhận định Nga đang đặt mục tiêu kiểm soát Chashopya trước ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov cảnh báo quân đội Ukraine có thể đối mặt với tình hình khó khăn vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6, khi Nga tăng cường độ tấn công, tranh thủ thời gian Ukraine chờ viện trợ từ phương Tây. Một số nhà phân tích cho rằng số phận Chasovia đang phụ thuộc vào tốc độ bàn giao vũ khí của Mỹ và đồng minh cho Ukraine. Các lực lượng của Nga gần đây đang tăng cường tấn công nhiều thành phố và thị trấn của Ukraine, Sierra-Rodonets, Bakhmut và Adipka, các thành phố và thị trấn hầu như không được biết đến trên thế giới, đã trở thành những mặt trận ác liệt nhất giữa Moscow và Kiev trong nhiều tháng trước khi Nga giành ưu thế. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ đánh giá, việc phát triển liên tục và ổn định các mũi tấn công ở phía tây bắc Adipka tạo thuận lợi cho Bộ Chỉ huy Nga một số lựa chọn, hoặc tiếp tục tiến về phía tây hướng tới các mục tiêu tác chiến ở thành phố lớn Pokrovsk hoặc cố gắng tiến lên phía bắc để tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung xung quanh Chachovia. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Ukraine vẫn đang đau đầu vì chưa biết hướng tấn công chính của Nga sẽ được tiến hành ở đâu để tính toán phương án đối phó. Liên quan đến xung đột tại mặt trận Adipka, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố video ghi cảnh các binh lính thuộc nhóm tác chiến Toshent sử dụng pháo tự hành 2S3 Akasia 152mm để phá hủy một cứ điểm Ukraine gần Adipka. Cụ thể, sau khi UAV cung cấp tọa độ mục tiêu khẩu đội pháo 2S3 Acacia của Nga đã bắn một loạt đạn từ vị trí được ngụy trang kỹ trong rừng. Kết quả, cứ điểm bị san phẳng và nỗ lực của các nhóm xung kích Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Pháo 2S3 Acacia của Nga là hệ thống pháo tự hành được thiết kế để tạo hỏa lực yểm trợ từ xa. Hệ thống có nòng cỡ 152mm đầy uy lực, có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn nổ mạnh, đạn dọi sáng và đạn khói. Một khẩu đội 2S3 Acacia gồm 4 người trong khi đó, các đơn vị xung kích thuộc sư đoàn cận vệ 42 của Nga cũng đã sử dụng súng cối tự hành để hạ một nhóm bộ binh Ukraine gồm khoảng 10 người, tạo điều kiện cho lính Nga đánh chiếm các vị trí có lợi hơn gần khu định cư với boV theo Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan Quốc phòng Nga cho hay UAV trinh sát đã phát hiện ra mục tiêu trước, sau đó cối tự hành đã khai hỏa chính xác vào đó. Theo nhà phân tích quốc phòng Mikhail Popov, trong toàn bộ lịch sử chiến dịch tấn công Adipka gần đây, có thể các chỉ huy nga chuyển hóa rất tốt kinh nghiệm thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thành nghệ thuật tác chiến và bây giờ nga đang hiện thực hóa nghệ thuật này theo đánh giá nga đang có một số phương án chiến thuật để lựa chọn cho các hoạt động tấn công trong tương lai gần adipka nhưng vẫn chưa rõ họ sẽ tập trung nỗ lực vào đâu chính vì vậy lực lượng kiev đang đau đầu phán đoán để có phương án bố trí binh lực đối phó hơn nữa dường như nga cũng không thể chờ đợi sự chấm dứt hỗ trợ của phương tây dành cho ukraine điện kremlin đã tiến hành một chiến dịch hỗn hợp nhằm trực tiếp vào các nước NATO, bao gồm cả việc gây nhiễu GPS và phá hoại hậu cần quân sự trên lãnh thổ các nước thành viên NATO. Telegram gần đây cũng đã tạm thời chặn các chatbot được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tải thông điệp dân sự về các hoạt động quân sự của Nga tới các kênh chính thức của Ukraine, bao gồm một số kênh của cơ quan tình báo Ukraine. Trong một tuyên bố đưa ra mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành công khu định cư Semenovka hay Semionovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trước đó, thông qua một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Sitsky tuyên bố quân đội Ukraine đang rút khỏi các làng Berdychi, Semenovka, Novomikhailovka ở tỉnh Donetsk và lui về phía Tây trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các đợt tấn công. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, trụ sở tại Washington, việc Ukraine rút binh sĩ khỏi Berdychi và Semenovka phía Bắc Adipka cho phép Bộ Chỉ huy Nga đưa ra quyết định chiến lược những bước liên tiếp này của Nga đang gây áp lực lớn lên lực lượng vũ trang Ukraine. Cũng theo hướng đồ nhét, các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra trên địa bàn nhà máy vật liệu chịu lửa trong thành phố Krasnohorovka. Thành phố này cũng là một cứ điểm hậu cần rất quan trọng đối với lực lượng phòng vệ Ukraine. Kênh Telegram chiến sự Military Summary cho biết, lực lượng Nga hiện có thêm các lựa chọn tấn công trên bộ theo nhiều hướng khác nhau sau khi tiến vào Krasnohorovka về phía trạm xăng. Theo kênh Telegram chiến sự M-Chronicles, tình hình ở Krasnohorovka đang trở nên trầm trọng hơn đối với lực lượng Ukraine do họ không có nhiều cách để rút lui. Quân đội của Kiev hiện chỉ có hai con đường, rút về phía Tây dọc theo tuyến đường sắt hoặc về phía Bắc dọc theo con đường dẫn tới Kalovka. Con đường từ phía Nam đã bị lực lượng Nga phong tỏa, các tuyến đường còn lại bị hỏa lực kiểm soát. Các lực lượng Nga đang gây áp lực lên từ nhiều hướng cùng lúc, tạo nên thế gọng kìm siết chặt đường lui của hàng nghìn binh sĩ Ukraine. Trong khi đó, theo nhận định của chuyên gia phân tích kiêm người đồng sở lập kênh Telegram Deep State có liên hệ với lực lượng vũ trang Ukraine. Roman Pogoreri, nếu lực lượng Nga giành được quyền kiểm soát nhà máy vật liệu chịu lửa Krasnohorovka thì quân đội Ukraine khó lòng đánh bật họ ra khỏi đó. Lực lượng Nga gần đây tiến công trên nhiều khu vực dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km và kiểm soát thêm một số khu dân cư. Khi Ukraine đối mặt tình trạng thiếu đạn dược và vật tư quân sự, các quan chức Ukraine nhận định Nga có thể mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè. Bên cạnh đó, chuẩn tướng Oleksandr Pivnenko, chỉ huy vệ binh quốc gia Ukraine nhận định, Nga có thể triển khai 2 đến 3 hướng tiến công nghi binh và tập trung lực lượng vào một hướng tấn công chính. Ông cũng dự báo Nga sẽ tiến công ở nơi mà quân đội nước này không ngờ tới. Tuy nhiên, Ukraine sẽ không để Nga có thể đạt được mục tiêu đó. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây cho biết, tăng cường khả năng phòng không và chống tên lửa là ưu tiên hàng đầu của Moscow. Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, việc chuyển giao các hệ thống phòng không tầm ngắn Panzer vốn được trang bị cả tên lửa và pháo tự động sẽ tăng gần gấp đôi trong năm nay. Ông lưu ý hệ thống này đã hoạt động rất tốt trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông Shoigu cũng tiết lộ các lực lượng vũ trang của xứ sở Bạch Dương sẽ nhận được những mẫu đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ tiếp theo. Thông báo của ông Shoigu được truyền thông nhà nước đưa tin hồi cuối tháng 4 báo hiệu một tiến bộ đáng kể về năng lực quân sự của Nga. Vị quan chức quân sự hàng đầu của Điện Kremlin nhấn mạnh rằng các hệ thống S-500 sẽ có sẵn ở hai dạng khác nhau, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, BMD, và hệ thống tên lửa phòng không tầm mở rộng. S-500 còn được gọi là hệ thống phòng không Prometheus, đang được phát triển bởi Tập đoàn Phòng không và Vũ trụ Anmas Antei. Nó được thiết kế để vô hiệu hóa một loạt các mối đe dọa do công nghệ hàng không vũ trụ hiện tại và tương lai gây ra ở nhiều cao độ và tốc độ khác nhau. Quá trình phát triển S-500 bắt đầu vào năm 2010, sau khi Nga triển khai thành công hệ thống S-400 Triumph vào năm 2007, thiết kế của Prometheus ban đầu được hoàn thành vào năm 2011, nhưng việc sản xuất hàng loạt đã gặp phải nhiều sự chậm trễ, với dự kiến mới nhất về việc sản xuất hàng loạt hiện được ấn định cho năm 2025. Bất chấp những trở ngại này, S500 hứa hẹn là có khả năng chống lại máy bay thế hệ thứ 5, vệ tinh quỹ đạo thấp và một loạt các mối đe dọa tên lửa. Trong khi sự chậm trễ trong quá trình đưa S500 vào sử dụng làm dấy lên lo ngại, một số chuyên gia cho rằng Nga có thể cố tình kéo dài lịch trình sản xuất hệ thống mới để ưu tiên đáp ứng nhu cầu hiện tại đối với hệ thống S-400 cả trong nước và quốc tế. Moscow đã tích cực thúc đẩy xuất khẩu S-400, giành được hợp đồng với một số quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, S-500 đã trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt để xác nhận khả năng. Nga đã tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối không dài nhất thế giới, thể hiện sức mạnh của S-500 bằng cách tấn công thành công mục tiêu cách xa gần 300 dặm, khoảng 482 km. Đầu năm nay, có những báo cáo truyền thông chỉ ra rằng S-500 đã theo dõi và đánh chặn hiệu quả các mục tiêu siêu thanh, nêu bật tính linh hoạt và phù hợp của nó trong môi trường an ninh đang thay đổi. Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sử dụng hai loại tên lửa cụ thể, 77N-6N và 77N-6N-1. Những tên lửa cải tiến này của Nga được trang bị đầu đạn trơ, được thiết kế để phá hủy đầu đạn hạt nhân bằng cách sử dụng lực động học thuần túy. Nhiệm vụ của hệ thống là xác định, đánh chặn và tiêu diệt đầu đạn tên lửa đạn đạo tên lửa hành trình siêu thanh và các mối đe dọa trên không khác. Ngoài ra, khả năng chống nhiễu điện tử cao của nó giúp tăng cường khả năng sống sót trong các tình huống chiến đấu đầy thách thức, đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống ngay cả khi đối mặt với các chiến thuật tác chiến điện tử phức tạp. Được thiết kế để thay thế các hệ thống tên lửa A135 cũ kỹ hiện đang hoạt động, S500 dự kiến sẽ bổ sung cho các hệ thống S400 hiện có của Nga, tạo thành một mạng lưới phòng thủ toàn diện. S500 cũng có tầm bắn vượt trội và đây là một trong những tính năng nổi bật nhất của nó. 600 km đối với mục tiêu khí động học và 400 km đối với mục tiêu đạn đạo. Phạm vi mở rộng như vậy cho phép hệ thống S-500 giám sát một cách thận trọng các vùng lãnh thổ rộng lớn, cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga, củng cố cơ sở hạ tầng an ninh quốc gia trước các mối đe dọa trên không. Ông Shoigu giải thích, nỗ lực cải thiện khả năng phòng không và tên lửa sẽ mang đến sự bảo vệ chất lượng cao cho các thực thể quan trọng nhất trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát, lực lượng hạt nhân chiến lược và các nhóm quân của Nga. Quan chức này nhấn mạnh quân đội Nga đã phải đối mặt với vô số mối đe dọa từ trên không trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông Shoigu cho biết thêm, quân đội Nga cũng đã ngăn chặn thành công hơn 6.000 tên lửa được bắn từ nhiều bệ phóng khác nhau của Kiev. Trong đó có hơn 3.500 tên lửa được phóng từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất. Theo Al một tín hiệu được cho là có lợi cho Ukraine đã xuất hiện ở biên giới với Ba Lan. Nông dân Ba Lan đã ngừng biểu tình tại cửa khẩu biên giới cuối cùng với Ukraine gỡ bỏ phong tỏa kéo dài nhiều tháng, vốn làm xấu đi quan hệ song phương và ảnh hưởng đến thương mại của Ukraine. Theo phát ngôn viên lực lượng biên phòng Ukraine, nông dân Ba Lan đã dừng phong tỏa cửa khẩu Ruska vào sáng 29 tháng 4 sau nhiều tháng ngoại giao của Ukraine. Andriy Demchenko, một quan chức biên phòng Ukraine xác nhận, các con đường dẫn tới biên giới Ba Lan đã được thông suốt, xe tải của hai nước đã di chuyển qua cửa khẩu chung. Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine Mykola Shosky đã ca ngợi điều mà ông gọi là động thái mang tính xây dựng của phía Ba Lan. Các quan chức Ukraine cho biết, các xe tải chở ngũ cốc, vấn đề trọng tâm gây căng thẳng giữa Ba Lan và Ukraine vẫn sẽ bị phía Ba Lan kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cho phép thông quan. Vasil Zvaric, đại sứ Ukraine tại Ba Lan nói rằng, việc phong tỏa biên giới ở phía Ba Lan đã là quá khứ. Tuy nhiên, Roman Kondrao, đứng đầu một tổ chức nông dân địa phương của Ba Lan ở khu vực giáp biên giới Ukraine cho biết, các cuộc biểu tình và phong tỏa có thể xảy ra nếu cần thiết. Còn Andrian Warisniak, người phát ngôn của Hiệp hội Nông dân Đoàn kết Ba Lan nói rằng, nông dân Ba Lan đang tiếp tục đàm phán với chính phủ nước này và có kế hoạch biểu tình ở thủ đô Warsaw vào ngày 10 tháng 5. Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Tajikistan Shokhin Samadi cho biết, khoảng 1.000 công dân nước này đã mắc kẹt tại các sân bay của Moscow, trong đó có cả những người đến học tại các trường đại học của Nga. Theo ông Samadin, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các sân bay khác ở Moscow, gồm Zhukovsky, Domodedovo và Seremetyevo, nơi hàng chục công dân Tajikistan đang mắc kẹt trong các khu vực quản thúc. Tờ The Times of Central Asia cho biết, căng thẳng ngoại giao hiếm hoi giữa hai đồng minh Nga-Tajikistan diễn ra trong bối cảnh nhiều nghi phạm người Tajikistan đã bị bắt do tình nghi liên quan tới vụ sả súng ở Moscow, khiến hơn 140 người thiệt mạng, trong đó Nghi phạm thứ 12 có liên quan tới vụ việc là công dân Tajikistan. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova cho biết, quy trình kiểm tra kỹ lưỡng những người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Nga là tạm thời nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn khủng bố. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Tajikistan cho biết, công dân nước này tại các sân bay đã bị quản thúc trong điều kiện tồi tệ. Trong bối cảnh đó, Dushanbe đã triệu tập đại sứ Nga tại Tajikistan, Semion Grigoriev để phản đối điều mà họ mô tả là Moscow đối xử không công bằng với các công dân Tajikistan. Cơ quan này cho biết họ thực sự quan ngại về những trường hợp thường xuyên xảy ra, trong đó các công dân Tajikistan bị đối xử tiêu cực. Nga và Tajikistan là hai đồng minh, nhưng vụ tấn công vào Moscow ngày 22 tháng 3 đã khiến quan hệ giữa hai nước nguội lạnh. Trong bối cảnh Moscow thắt chặt luật nhập cư, Dushanbe cũng đang tìm cơ hội để gây áp lực lên Moscow. Điều này tạo ra mối đe dọa đối với căn cứ của quân đội Nga đặt tại Tajikistan. Đây là căn cứ quân sự trên bộ lớn nhất ở nước ngoài của Nga, được thành lập trên cơ sở sư đoàn súng trường cơ giới số 201. Một chuyên gia khoa học chính trị Tajikistan cho rằng, căng thẳng trong quan hệ giữa hai phía gần đây có thể dẫn tới quyết định rút căn cứ quân sự Nga ra khỏi Tajikistan, tương tự như quá trình đã bắt đầu diễn ra ở Armenia. Câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là liệu Tajikistan có thể đảm bảo an ninh của mình khi không có sự hiện diện quân sự của Nga hay không, xét tới vị trí gần nơi tình hình có nhiều dối ghen như Afghanistan. Ukraine dự kiến sẽ nhận được những tiêm kích F-16 đầu tiên từ đồng minh vào mùa hè. Lực lượng không quân Ukraine hiện đang xây dựng bong ke và kho chứa dưới lòng đất tại các căn cứ triển khai chúng. Thiếu tá Ilya Ieplas, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho biết, kế hoạch của Kiev nhằm giữ an toàn cho tiêm kích F-16 đang được xây dựng một cách cẩn thận. Ông cho biết, nỗ lực này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị thích hợp về vị trí đặt căn cứ. Nó đòi hỏi chi phí đáng kể, bao gồm cả bong ke và hầm trú ẩn dưới lòng đất. Do đó, Ukraine đang xây dựng các phương án để có thể triển khai tốt nhất. Theo ông Ieblas, Ukraine sẽ phân tán các máy bay F-16 tới nhiều căn cứ khác nhau, khiến Nga khó phát hiện hơn. Tiêm kích F-16 được cho là sẽ tăng cường sức mạnh không quân của Ukraine, lực lượng vốn nhỏ hơn và lạc hậu hơn so với Nga. Khi nhận được vũ khí mới, Ukraine có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công chống lại Nga hơn bên cạnh việc gia tăng khả năng phòng thủ. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt và Whitney F-100 PVK-200, lực đẩy tối đa 106 kN, có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2, tương đương 2.400 km h tầm bay khoảng 4.200 km. Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh. Ukraine đã yêu cầu F-16 do Mỹ sản xuất kể từ khi xung đột với Nga bắt đầu bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, phải đến mùa hè năm 2023, Mỹ mới đồng ý cho phép đồng minh gửi chúng cho Kiev. Máy bay quân sự thường dễ bị tấn công nhất khi chúng đậu ở căn cứ. Do đó, các hệ thống phòng không thường được bố trí xung quanh các căn cứ không quân. Theo hãng tin AP, Ukraine có thể sử dụng các căn cứ không quân của phương Tây để triển khai F-16 vì loại máy bay này yêu cầu đường băng có tiêu chuẩn cao và nhà chứa máy bay được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thông tin cập nhật của lực lượng không quân Ukraine cho thấy Kiev có kế hoạch giữ ít nhất một số máy bay F-16 ở nước này. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các căn cứ không quân phương Tây tiếp nhận F-16 cho Ukraine sẽ là mục tiêu chính đáng của lực lượng Nga. Một cựu phi công quân sự Mỹ tiết lộ, Ukraine sẽ là chiến trường nguy hiểm nhất mà F-16 phải đối mặt, dù chúng đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ trong các cuộc giao tranh hạng nặng. Ukraine đang tăng cường huy động quân để bổ sung nhân lực cho tiền tuyến, đồng thời đình chỉ cấp hộ chiếu cho nam giới trong độ tuổi nhập ngũ ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo ước tính có khoảng 650.000 nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi đã rời đất nước kể từ khi xung đột bùng phát. Người phát ngôn của cơ quan biên phòng Ukraine, Andriy Demchenko cho biết, kể từ khi xung đột bùng phát, lực lượng này đã phát hiện khoảng 450 nhóm tội phạm cố gắng đưa người trái phép qua biên giới, trong đó có những người muốn trốn quân dịch. Ông Demchenko nói, những nỗ lực vượt biên trái phép xảy ra hàng ngày. Hầu hết các nỗ lực này đều diễn ra bên ngoài các trạm kiểm soát ở biên giới với Moldova và Romania, số lượng tài liệu giả mạo lớn nhất được ghi nhận ở biên giới với Ba Lan. Ngoài ra, ông cho hay, kể từ đầu xung đột, 30 người đàn ông Ukraine đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biên trái phép và tránh bị huy động tham chiến với Nga. Theo thiết quân luật của Ukraine, trừ một số trường hợp ngoại lệ, đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể bị huy động đi chiến đấu. Trước đó, biên phòng Ukraine cũng đã đăng tải một đoạn video về một người đàn ông 39 tuổi nằm sấp trên một tấm đệm hơi, dùng tay trèo để vượt qua sông Dniester, nằm giữa biên giới Ukraina và Moldova. Nghi phạm mặc đầy đủ quần áo, đi giày, đeo ba lô. Lực lượng Ukraina phát hiện người đàn ông vượt biên này nhờ máy bay không người lái UAV, sau đó điều xuồng tiếp cận và bắt anh ta với cáo buộc vượt biên trái phép. Biên phòng Ukraina cho hay nghi phạm đã liên hệ với một người lạ trên ứng dụng nhắn tin để vượt biên với chi phí 4.200 đô la Mỹ. Người này đã trả trước một nửa số tiền và được hướng dẫn cách sử dụng đệm hơi bảo quản điện thoại di động và quần áo trong quá trình vượt sông. Hiện chưa rõ động cơ vượt biên của người này, nhưng hàng nghìn nam giới Ukraine đã tìm cách ra nước ngoài để tránh nhập ngũ. Dòng người vượt biên tăng mạnh sau khi Ukraine thông qua luật hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Ngoài ra, cơ quan biên giới Ukraine cho biết, trong khi tuần tra biên giới ukraine rumani binh sĩ biên phòng đã tìm thấy hai người chết đuối trên sông Tisza. Cũng theo cơ quan này, đây là trường hợp tử vong thứ 24 của những người cố gắng vượt sông Tisza kể từ khi xung đột Ukraine Nga bùng nổ. Theo nhận định của Kiev Post, việc thay thế những binh sĩ đã phục vụ trong thời gian xung đột vừa qua có vẻ khó khăn cho Ukraine khi nhiều vụ bê bối được đưa ra ánh sáng cho thấy một số trung tâm huy động quân đã buộc nhiều đàn ông Ukraine phải ra khỏi nhà và đưa họ đi. Hãng tin Reuters cũng khẳng định số nam giới trong độ tuổi đi lính của Ukraine sống tại nước ngoài lên đến hàng trăm ngàn người. Tại một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết NATO là một liên minh phòng thủ. Liên minh này không có ý định xấu chống lại liên bang Nga, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như vậy. Ông Blinken chỉ ra ngày nay NATO mạnh hơn và lớn hơn trước vì bao gồm Thụy Điển và Phần Lan. Trước đó, thủ tướng Thụy Điển, Uppsström, cho biết quân đội nước này sẽ đến Latvia năm 2025 và gia nhập lực lượng của NATO tại đây. Ông nói thêm rằng nhóm của Thụy Điển ở Latvia sẽ bao gồm xe tăng Leopard và các xe bọc thép khác. Trong khi đó, Bộ trưởng quốc phòng nga Sergei Shoigu cho rằng việc thụy điển gia nhập NATO đã làm gia tăng căng thẳng quân sự, chính trị ở biên giới phía tây và tây bắc nga. Số binh sĩ của liên minh này đã tăng lên 33.000 người, khoảng 300 xe tăng và hơn 800 xe chiến đấu bọc thép khác. Bộ trưởng quốc phòng nga Shoigu cũng cho biết, nga chưa bao giờ đe dọa NATO. Chúng tôi cũng không có lợi ích địa chính trị cũng như quân sự để tấn công các quốc gia trong khối. Chúng tôi chỉ đơn giản là bảo vệ người dân trong các vùng lãnh thổ lịch sử của mình. Bộ trưởng Shoigu tuyên bố. Nga luôn nỗ lực tối đa để duy trì sự ổn định chiến lược và cân bằng quyền lực trên thế giới. Ông Shoigu cho biết, không giống như Mỹ và các đồng minh, Nga không tìm cách can thiệp vào công việc của các quốc gia khác. Trong khi đó, NATO đã mở rộng 6 lần kể từ năm 1999, vi phạm cam kết với Moscow, tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga. Ông cáo buộc Washington là nguyên nhân chính gây bất ổn toàn cầu, đề cập những lần can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài, bao gồm ở Afghanistan, Iraq, Libya và Syria căng thẳng Nga-NATO gia tăng sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, một trong các nguyên nhân khiến ông phát động chiến dịch là do lo ngại về đà mở rộng của NATO về phía đông. Các thành viên của khối đã tích cực hỗ trợ Ukraine chống Nga, mới nhất là gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ vừa công bố. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga và NATO đang trong trạng thái đối đầu trực tiếp, cáo buộc liên minh quân sự đang gây ra bất ổn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm ngoái nhận định, nếu Kiev bị Moscow đánh bại, ông Putin sẽ tiếp tục đưa quân vào Ba Lan, thành viên NATO, điều có thể dẫn tới Thế chiến 3. Dù vậy, Tổng thống Putin hồi tháng 3 khẳng định Nga sẽ không tấn công quốc gia NATO. Ông Putin nói, các cáo buộc về việc chúng tôi có ý định tấn công châu Âu sau Ukraine là hết sức vô nghĩa, đồng thời lưu ý rằng ngân sách quốc phòng của Mỹ hiện cao gấp 10 lần Nga. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky đã cân nhắc về khả năng đất nước của ông bị Nga tấn công trong tương lai. Các quan chức Nga thường xuyên đưa ra khả năng Nga có thể tấn công các thành viên NATO để đáp trả viện trợ và vũ khí mà họ đã cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Quân đội Ba Lan trong suốt cuộc giao tranh cho biết tên lửa hành trình của Nga bắn vào miền Tây Ukraine đã đi vào không phận của nước này. Ông Sikorsky cho biết Ba Lan sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Nga tấn công, nhưng cuối cùng họ sẽ thua vì yếu hơn nhiều so với phương Tây. Ông nói thêm, Nga đã tấn công Ba Lan nhiều lần trong 500 năm lịch sử của chúng tôi. Nhưng trong kịch bản này, Nga sẽ thua bởi vì chúng tôi, phương Tây mạnh hơn Nga rất nhiều. Ông Sikorsky nhấn mạnh, Ukraine không chiến đấu một mình, ngược lại với những gì thường xảy ra trong quá khứ, chúng tôi sẽ không chiến đấu một mình. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine giành chiến thắng trong xung đột đang diễn ra. Chúng ta có một sự lựa chọn, hoặc chúng ta có một quân đội Nga bị đánh bại bên ngoài biên giới Ukraine hoặc một quân đội Nga chiến thắng ở biên giới với Ba Lan, tốt hơn hết là nên ngăn chặn ông Putin ở Ukraine, cách đây 500-700 km về phía đông. Khi được yêu cầu cân nhắc liệu các thành viên NATO có thể bị Nga tấn công trong tương lai hay không, ông Sikorsky cho biết các chính trị gia Đức dường như chấp nhận rằng Nga sẽ chỉ sẵn sàng trong 4 hoặc 5 năm nữa, và đến lúc đó Đức cũng sẽ sẵn sàng. Ông Sikorsky nói thêm, nhưng vấn đề là trước khi Nga đến được Đức, nước này phải đi qua một số quốc gia khác. Cách đây ít hôm, phát biểu trước Hạ viện, ngoại trưởng Ba Lan cũng đã nói, cuộc tấn công của Nga vào bất kỳ quốc gia NATO nào chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại của Nga. Khi đó ông lập luận, NATO có lực lượng lớn gấp 3 lần, nguồn lực phòng không lớn gấp 3 và số lượng tàu chiến gấp 4 lần của Nga. Trong khi Nga chỉ có hơn 1,3 triệu quân nhân sau đợt huy động đầu tiên vào tháng 9 năm 2022, trong khi đó, lực lượng của NATO chưa huy động là 3,5 triệu người, gấp gần 3 lần của Nga. Nhà ngoại giao Ba Lan cũng chỉ ra GDP danh nghĩa của các nước NATO và EU là hơn 45.000 tỷ đô la Mỹ, trong khi của Nga và Belarus chỉ là 2.200 tỷ đô la Mỹ, tức là ít hơn 20 lần. Ngoại trưởng Sikorsky cho hay, 15 quốc gia NATO tích cực hỗ trợ Ukraine nhất đã chi hơn 1.170.000 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng vào năm 2022, trong khi Nga chỉ chi 86,4 tỷ đô la Mỹ, tức ít hơn gần 14 lần. Tổng thống Nga Putin hồi tháng 3 đã bác bỏ mọi ý kiến cho rằng Nước ông có thể tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO. Tuyên bố của họ cáo buộc chúng tôi là có ý định tấn công châu Âu sau Ukraine là hoàn toàn vô nghĩa. Ông Putin nói, đồng thời lưu ý rằng ngân sách quốc phòng của Washington gấp hơn 10 lần ngân sách của Moscow. Theo quan điểm đó, liệu chúng ta có tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại NATO không? Thật là điên rồ. Quan điểm này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lặp lại vào ngày 26 tháng 4. Ông cho biết... Nga chưa bao giờ có bất kỳ kế hoạch nào nhằm tấn công các thành viên của Liên minh quân sự NATO. Ông Shoigu nói trong cuộc họp ở Astana, Kazakhstan, Liên bang Nga chưa bao giờ đe dọa NATO. Chúng tôi không có lợi ích địa chính trị cũng như quân sự để tấn công các quốc gia trong khối. Chúng tôi chỉ đơn giản là bảo vệ người dân của mình trong các lãnh thổ lịch sử của mình. Ông Shoigu nói thêm rằng Nga luôn nỗ lực tối đa để duy trì ổn định chiến lược và cân bằng quyền lực trên thế giới. Theo nhận định của Paul Goble, chuyên gia về Á Âu, từng giám đốc nghiên cứu và xuất bản tại Học viện Ngoại giao Azerbaijan, cũng như đã đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau trong Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Mặc dù bị lu mờ bởi cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng những diễn biến ở Bắc Cực trong tháng qua đã tạo tiền đề cho khu vực này trở thành điểm nóng tiếp theo của cuộc đối đầu kinh tế, địa chính trị và quân sự giữa Nga và phương Tây. Căng thẳng mới nhất trong cuộc đối đầu này xảy ra tại cuộc họp của Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế ở Jamaica hồi cuối tháng 3. Ở đó, các đại diện của Nga đã chỉ trích Mỹ vì những tuyên bố mới mà Washington đưa ra vào tháng 12 năm ngoái về Bắc Cực và đáy biển giàu khoáng sản. Các đại diện của Nga nhấn mạnh rằng Mỹ đang lạm dụng luật pháp quốc tế để có lợi cho mình và gây ra xung đột với Nga, các cường quốc Bắc Cực khác và cả thế giới. Theo các nhà bình luận và chính trị gia Nga, phản ứng của Điện Kremlin có thể bao gồm việc rút khỏi Hội đồng Bắc Cực, Hiệp ước Luật Biển, bác bỏ thỏa thuận Baker-Sivanaze năm 1990, Liên quan đến việc thiết lập biên giới biển giữa Moscow và phương Tây, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực để chống lại NATO và Mỹ. Ba diễn biến đang khiến Nga thêm tức giận trước những động thái mới nhất của Mỹ ở Bắc Cực. Thứ nhất, việc mở rộng NATO bao gồm Phần Lan và Thụy Điển khiến liên minh phương Tây áp sát đến gần Nga hơn bao giờ hết. Thứ hai, Moscow thừa nhận kỳ vọng của tổng thống Nga Vladimir Putin về việc mở rộng tuyến đường biển phía Bắc đã bị đình trệ do các lệnh trừng phạt của phương Tây phát sinh từ cuộc xung đột ở Ukraine. Thứ ba, Lầu Năm Góc cho biết sẽ công bố chiến lược Bắc Cực mới dựa trên ba cuộc tập trận quân sự gần đây ở Bắc Cực chỉ trong tháng qua. Nhiều học giả Nga công khai tuyên bố rằng tất cả những điều này tạo thành một cuộc tấn công trực diện vào lợi ích quốc gia của Nga vì nó liên quan đến một khu vực mà Điện Kremlin tin rằng Moscow nên có quyền kiểm soát riêng. Chuyên gia Gopoley cho rằng ba mối lo ngại khác đè nặng lên Nga đằng sau những yếu tố này, khiến nhiều khả năng Tổng thống Putin sẽ quyết định vượt ra ngoài các công cụ ngoại giao. Đầu tiên và ngay lập tức nhất điện kremlin cho rằng hành động của các nhà lãnh đạo phương tây ở bắc cực xuất phát từ niềm tin nga bị phân tâm và thậm chí bị suy yếu bởi cuộc xung đột ở ukraina nhiều nhà bình luận và quan chức nga đang kêu gọi một cách công khai và nhấn mạnh rằng tổng thống putin phải đáp trả mạnh mẽ trước nguy cơ phương tây làm suy yếu nước nga ở nơi khác hai là tổng thống putin đã coi việc mở rộng tuyến đường biển phía bắc là trọng tâm trong kế hoạch hướng về phía đông và nỗ lực tái khẳng định sức mạnh của nga những dấu hiệu gần đây cho thấy tuyến đường đang gặp khó khăn đã không khiến ông thay đổi quyết định. Đúng hơn, nhà lãnh đạo Nga đã cam kết dành nhiều nguồn lực hơn cho nỗ lực này vì sợ rằng sự thất bại của dự án sẽ làm suy yếu Nga trong mối quan hệ với Trung Quốc và phương Tây. Ba là giống như nhiều người Nga, Tổng thống Putin có vẻ lo ngại rằng nếu Moscow mất quyền kiểm soát đối với tuyến đường biển phía Bắc, nước này có thể mất quyền kiểm soát đối với các khu vực phía Bắc nước Nga. Tuy nhiên, Nga vẫn còn một số đòn bẩy ngoại giao, chẳng hạn như thu hút phần còn lại của thế giới và thậm chí cả các đồng minh của mỹ phản ứng với washington trong việc mở rộng sự hiện diện ở bắc cực các quan chức ngoại giao nga đã nỗ lực thực hiện điều đó tại cuộc gặp ở jamaica nêu bật những khác biệt giữa mỹ và canada nói riêng và giữa washington với các nước khác nói chung moscow cũng đã thực hiện những nỗ lực như vậy ở những địa điểm khác gần như chắc chắn rằng những nỗ lực như vậy sẽ tiếp tục và thậm chí còn tăng cường hơn trong thời gian tới tuy nhiên những hành động ngoại giao như vậy khó có thể ngăn cản phương tây và mỹ gia tăng hiện diện ở bắc cực trừ khi Nga thể hiện sức mạnh quân sự để hỗ trợ chúng. Do đó, Moscow ngày càng nghiêng về việc sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn chặn phương Tây ở Bắc Cực. Tuy nhiên, việc Nga có thể sử dụng lực lượng quân sự ở Bắc Cực thành công hay không vẫn là một câu hỏi còn bò ngò. Vừa qua, nhà báo người Anh Douglas Murray đã đăng một bài báo trên New York Post tuyên bố rằng Tòa án Quốc tế ICC, cơ quan đang điều tra vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, và phản ứng của Israel đối với vụ tấn công này đang có kế hoạch được các cáo buộc về tội ác chiến tranh đối với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Gallant và một trong những chỉ huy quân sự hàng đầu của Israel, nhiều khả năng là tổng tham mưu trưởng. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố kế hoạch quân sự của Israel tại Gaza là một cuộc giao tranh chính nghĩa chống lại những kẻ nguy hiểm và Israel sẽ tiếp tục cho đến khi giành chiến thắng. Ông Netanyahu cảnh báo mặc dù ICC sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel nhưng nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Chiến dịch của Israel được phát động nhằm đáp trả cuộc tấn công vào Israel của nhóm vũ trang Palestine Hamas hồi tháng 10 năm ngoái, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt làm con tin. ICC đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc tội ác chiến tranh của quân đội Israel và các nhóm vũ trang Palestine ở bờ Tây và Gaza từ năm 2021. Cuộc điều tra bao gồm các sự kiện kể từ năm 2014. Tòa án có trụ sở tại La Hay khẳng định những vi phạm đã xảy ra trong cuộc xung đột sau vụ tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái cũng nằm trong thẩm quyền điều tra của ICC. Kênh Channel 12 của Israel đưa tin, ngay cả trước khi bài báo của Murray được công bố, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã nắm được thông tin về các lệnh bắt giữ có thể được ICC đưa ra. Theo đó, Israel đã tổ chức một cuộc thảo luận khẩn cấp về vấn đề này tại văn phòng Thủ tướng với sự tham gia của một số bộ trưởng và chuyên gia pháp lý. Israel lo ngại lệnh bắt giữ sẽ được ICC đưa ra dựa trên cuộc khủng hoảng nhân đạo tại giải Gaza khi các quốc gia cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế và công ước Geneva. Israel không phải là thành viên của ICC và không công nhận quyền tài phán của ICC. Tuy nhiên, nếu lệnh bắt giữ ông Netanyahu và các quan chức Israel khác được ban hành, 124 quốc gia thành viên ICC sẽ có nghĩa vụ bắt giữ nếu họ đặt chân tới những nước này. Trước tình hình đó, hôm 29 tháng 4, người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre cho biết Mỹ không ủng hộ ICC điều tra Israel và không tin tòa án này có thẩm quyền xét xử. Trong khi đó, năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin do ICC đưa ra là chính đáng. Mỹ còn chia sẻ các thông tin chi tiết về những cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine với ICC. Về phần mình, ngày 30 tháng 4, Nga tố Mỹ đạo đức giả vi phản đối tòa án hình sự quốc tế ICC điều tra Israel nhưng lại ủng hộ lệnh bắt Tổng thống Nga Putin của tòa này. Trên Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra Washington hoàn toàn ủng hộ nếu không muốn nói là kích động, việc ICC phát lệnh nhằm vào lãnh đạo Nga. Nhưng giờ đây, hệ thống chính trị Mỹ không công nhận tính hợp pháp của tòa án này đối với chính Mỹ và các đồng minh của mình. Bà nhận định quan điểm như vậy là vô lý. Điện Kremlin gọi lệnh bắt ông Putin của ICC là vô hiệu, vì Nga không phải là bên ký kết hiệp ước thành lập ICC. Hôm 29 tháng 4, Ngoại trưởng các nước Ả Rập và châu Âu đã nhóm họp tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út, để thảo luận về những nỗ lực chung hướng tới việc thực hiện giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột đang xảy ra ở Israel và Palestine. Theo AFP, Ngoại trưởng Na Uy Espen Ba Ede, một trong những bên tổ chức cuộc họp tuyên bố rằng nếu muốn thúc đẩy giải pháp hai nhà nước thì điều này sẽ không đến từ các bên xung đột. Đồng thời nói thêm, tôi không tin Israel sẵn sàng đàm phán vào thời điểm này, cũng như Mỹ không sẵn sàng nắm vai trò lãnh đạo cần thiết. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ông Ede bày tỏ hy vọng và vai trò lãnh đạo của các nước Ả Rập và châu Âu trong việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Cuộc họp diễn ra bên lề cuộc họp đặc biệt kéo dài hai ngày của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Riyadh, phần lớn dành để bàn những giao tranh khốc liệt ở giải Gaza. Ngoại trưởng nước chủ nhà Ả Rập Xê Út Faisal Bin Farhan cho rằng các biện pháp hữu hình và không thể đảo ngược hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine sẽ là một yếu tố then chốt trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nào. Ông Farhan cho biết thêm, việc kiên trì từ chối giải pháp hai nhà nước chắc chắn sẽ làm suy yếu an ninh và ổn định của khu vực. Trước đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Joseph Borrell cho biết sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo Ả Rập trình bày đề xuất của mình về giải pháp hai nhà nước. Theo ông Borrell, một số nước châu Âu sẽ công bố quyết định công nhận nhà nước Palestine trong tháng tới, bao gồm Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ, Slovenia và Malta. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Samish Okri nhắc lại sự cần thiết của việc cộng đồng quốc tế phải nghiêm túc nỗ lực hướng tới chấm dứt sự chiếm đóng kéo dài hàng thập kỷ của Israel đối với các vùng lãnh thổ của Palestine và hỗ trợ người dân Palestine giành được các quyền hợp pháp của mình. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã và đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Một loạt hoạt động ngoại giao trong những ngày gần đây dường như cho thấy các bên đang nỗ lực hướng tới việc tạm dừng giao tranh. Phái đoàn Hamas đã đến Ai Cập ngày 29 tháng 4 và phong trào Hồi giáo này dự kiến sẽ phản hồi đối với đề xuất mới nhất về ngừng bắn cũng như trao đổi tù nhân sau gần 7 tháng xung đột. Một quan chức ngoại giao Israel tuyên bố rằng Israel đã quyết định không gửi đại diện đến Cairo vào ngày 30 tháng 4 như dự kiến ban đầu để đàm phán với giới chức Ai Cập về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Quan chức này khẳng định Israel sẽ chờ phản hồi của lực lượng Hamas với đề xuất ngừng bắn mới rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo. Trước đó, nhiều nguồn tin Israel đã đồng loạt nói rằng phái đoàn đàm phán của nước này đến Cairo để tiếp tục các cuộc thương lượng. Trong khi đó, truyền thông Ai Cập cho biết đại diện Hamas đã rời Cairo sau khi có một số cuộc trao đổi với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar. Dự kiến, phái đoàn Hamas sẽ trở lại Cairo và có thể đưa ra câu trả lời chính thức của nhóm này với đề xuất ngừng bắn mới. Nội dung chính của đề xuất mới vẫn là một lệnh ngừng bắn kéo dài khoảng 6 tuần tại Gaza, cùng thỏa thuận trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel và Hamas. Giới chức Israel trước đó cũng đã cảnh báo đợt đàm phán trao đổi con tin lần này là cơ hội cuối cùng cho Hamas trước khi nước này mở chiến dịch tấn công lớn vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza, thành trì cuối cùng của Hamas tại Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói đề xuất từ phía Israel về lệnh ngừng bắn là cực kỳ hào phóng và khuyên lực lượng Hamas nên sớm chấp nhận. Ngoại trưởng Blinken cho biết, điều duy nhất đứng chắn giữa người dân Gaza và lệnh ngừng bắn là Hamas. Họ phải quyết định và phải quyết định nhanh chóng. Tôi hy vọng họ sẽ có quyết định đúng đắn. Đồng quan điểm, ngoại trưởng Anh ông David Cameron cũng kêu gọi Hamas nên chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn 40 ngày. Reuters trước đó đưa tin Israel đã chấp nhận đề xuất để Hamas thả 33 con tin, so với 40 con tin như trước đây, đổi lấy việc trả tự do cho những người Palestine đang bị giam tại nhà tù Israel. Giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn sẽ hướng đến một thời kỳ bình ổn kéo dài. Đây là phản ứng của Israel trước yêu cầu từ phía Hamas về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Một quan chức Hamas cũng đã nói rằng lực lượng này thấy kế hoạch ngừng bắn mới nhất không có vấn đề lớn nào. Những điều khoản về cơ bản được cho là tương tự những lần đàm phán thất bại. Kể từ khi lệnh ngừng bắn gần nhất sụp đổ vào cuối tháng 11 năm 2023. Tờ Wall Street Journal mới đây cho biết Israel và Hezbollah đang bị mắc kẹt trong một chu kỳ bạo lực gia tăng có nguy cơ leo thang hơn nữa. Sau cuộc giao tranh trực tiếp chưa từng có giữa Israel và Iran, Hezbollah một nhóm vũ trang ở Liban và thân Iran đã tham gia vào một cuộc giao tranh với Israel kể từ khi Tel Aviv bắt đầu kế hoạch quân sự ở Gaza sau cuộc tấn công hồi tháng 10 năm ngoái của Hamas. Với việc lực lượng dân quân ở Liban phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, trong khi quân đội Israel phản công bằng các cuộc không kích, pháo binh vào Liban. Quân đội Israel và nhóm Hezbollah đã tăng cường xung đột trong những ngày gần đây, làm gia tăng lo ngại rằng bên này hoặc bên kia có thể tính toán sai lầm và gây ra một cuộc đối đầu căng thẳng hơn một kịch bản như vậy có thể dẫn đến thương vong và tàn phá trên diện rộng ở cả liban và nước láng giềng israel cách đây vài hôm lực lượng phòng vệ israel idf đã tấn công các tòa nhà quân sự nơi những thành viên hezbollah đóng quân ở phía nam liban trong khi đó hezbollah đã tấn công idf ở khu vực núi dof phía bắc israel bằng tên lửa chống tăng idf sau đó đáp trả bằng hỏa lực pháo binh và lực lượng không quân israel tấn công nhiều mục tiêu ở miền nam liban còn tại miền bắc israel nhiều người cũng đang lo lắng rằng có thể xảy ra một cuộc xung đột toàn diện với Hezbollah. Eli Haren, vốn là một người lính Israel, từng tham gia vào cuộc chiến chống lại lực lượng Hezbollah ở Liban vào năm 2006 khi ông mới ngoài 30 tuổi. Giờ đây ở tuổi 50, ông sẵn sàng nhập ngũ trở lại để chống Hezbollah nếu các cuộc pháo kích dọc biên giới phía bắc Israel hiện nay biến thành một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của Iran ở khu vực. Ông nói lần này lực lượng Israel sẽ phải đối mặt với một số điều kiện chiến đấu thách thức nhất. Ông chia sẻ, bẫy mìn ở khắp mọi nơi, mọi người thường xuyên phải trú ẩn trong các đường hầm. Nếu không cảnh giác, bạn có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào. Ông Haren sống ở Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel, nằm trong tầm bắn của vũ khí Hezbollah. Thị trưởng Haifa gần đây đã kêu gọi người dân dự trữ thực phẩm và thuốc men vì nguy cơ chiến tranh toàn diện ngày càng tăng. Theo ước tính của Israel, Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa pháo binh và tên lửa đạn đạo vào năm 2015, trong khi các nhà phân tích an ninh cho rằng con số này đã tăng lên đáng kể từ đó. Các nhà phân tích cho biết Hezbollah che giấu quy mô kho vũ khí của mình nhằm duy trì lợi thế chiến lược trong bất kỳ cuộc đối đầu nào với Israel. Mối đe dọa hủy diệt trên diện rộng đã khiến cả hai bên đều quan tâm đến việc đảm bảo cho xung đột không vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, điều đó đã khiến cả hai bên tin rằng họ có thể tăng cường độ xung đột mà không gây ra một cuộc chiến tranh tổng lực. Chuẩn tướng Assad Orion, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel cho biết, dù cả hai bên đều hiểu rằng họ muốn tranh chiến tranh, nhưng họ lại thực sự cho phép mình ngày càng leo thang theo thời gian. Vì vậy, chừng nào còn giao tranh ở Gaza, Hezbollah sẽ tiếp tục các cuộc tấn công của mình. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm. Cùng với cuộc chiến ở Gaza, cuộc xung đột ở biên giới giữa Liban và Israel đã khiến cả hai nước bất ổn trong nhiều tháng. Hãng thông tấn Iran International Ngày 29 tháng 4, dẫn nguồn tin riêng cho biết, Israel được cho là đã tiến hành chiến dịch ám sát tại trung tâm thủ đô Tehran nhằm vào một sĩ quan của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Đây được cho là người mà Tenaviv cáo buộc có liên quan tới âm mưu tấn công người do Thái ở Đức. Theo nguồn tin của Iran International, vụ ám sát được thực hiện bằng súng. Theo từ Jewish The Press, nếu được xác nhận thì vụ tấn công được tiến hành ngay tại trung tâm thủ đô Iran sẽ đánh dấu một bước gia tăng mới trong cuộc xung đột âm ỉ kéo dài giữa hai bên. Các thông tin chi tiết thêm về vụ ám sát sĩ quan IRGC vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo tờ Israel Hayom, vào cuối năm 2023, tòa án ở thành phố Dusseldorf của Đức đã kết án một công dân Iran có tên Babak do liên quan tới âm mưu lên kế hoạch phóng hỏa giáo đường Do Thái ở thành phố Bokum. Babak phải chịu mức án 2 năm 9 tháng tù giam cho hành vi của mình. Phóng viên Furia Zaharati của kênh tin tức Channel 12, Israel cho rằng vụ ám sát thành viên IRGC dường như đã được tiến hành vào tháng 12 năm ngoái với vài viên đạn. Tuy nhiên, phóng viên này không đề cập tên tuổi đối tượng bị ám sát là ai. Liên quan tới mốc thời gian này, tờ The East Press cho biết vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo cơ quan tình báo Mossad và cơ quan an ninh quốc gia Simbet của Israel đánh giá cao cơ quan tình báo Đan Mạch vì cuộc điều tra chuyên sâu và toàn diện của họ đã giúp bắt giữ 7 đối tượng hoạt động thay mặt cho Hamas, đồng thời ngăn chặn được cuộc tấn công nhằm sát hại các công dân vô tội trên lãnh thổ châu Âu. Theo đài Radio Free Europe RFERL, trong những năm gần đây, Israel đã tiến hành một số vụ ám sát các quan chức và nhà khoa học hạt nhân Iran, khiến Tehran nhiều lần đe dọa xóa Israel khỏi bản đồ thế giới. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Syria cho biết, máy bay quân sự Israel phóng tên lửa từ căn nguyên Golan vào thủ đô Damascus, đánh trúng tòa nhà lãnh sự thuộc khu vực Đại sứ quán Iran trong quận Mezzer. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR có trụ sở tại Anh dẫn nguồn tin cứu hộ nói rằng ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ tập kích. Trong số này, 7 người là thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Syria Hossein Akbari cáo buộc Israel sử dụng tiêm kích F-35 phóng 6 tên lửa nhằm vào tòa nhà ngoại giao, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. IRGC xác nhận danh tính hai thành viên cấp cao trong danh sách thương vong là chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi và Mohammad Hadi Haji Rahimi. Các chuyên gia nhận định những vụ ám sát này nhằm mục đích làm suy yếu cái gọi là trục kháng cự của Iran cùng mạng lưới lực lượng ủy nhiệm được Tehran xây dựng để chống lại Israel và phương Tây. Mặc dù chiến lược này có thể làm gián đoạn hoạt động các mạng lưới của Iran trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, giới quan sát cho rằng nó có nhiều rủi ro và có thể gây phản tác dụng với Israel. Ông Michael Horowitz người đứng đầu cơ quan tình báo tại công ty tư vấn Lebec International, trụ sở tại Bahrain cho hay, luôn có những nghi ngờ về việc liệu những vụ ám sát chủ đích này có mang lại hiệu quả hay không. Vị chuyên gia nhận định nêu quan điểm, những vụ tấn công đầu não này khi được tiến hành trên quy mô lớn có thể có tác động trong ngắn hạn và trung hạn lên khả năng của Iran trong việc phối hợp với các lực lượng ủy nhiệm, tuồn vũ khí vào Syria và Iraq, đồng thời đe dọa Israel. Song đây là một chiến lược mạo hiểm. Câu hỏi đặt ra là liệu điều này có hiệu quả hay không và Iran sẽ lùi bước về lâu dài hay nó sẽ gây tác dụng ngược. Trước đây, Iran rất hạn chế tấn công trực diện vào Israel mà lựa chọn hậu thuẫn cho các lực lượng ủy nhiệm, tiến hành các vụ tập kích trả đũa. Tuy nhiên, với những gì diễn ra gần đây, các chuyên gia cho rằng Tehran sẽ không còn rẻ chừng lằn danh này nữa. Iaia Saria, phát ngôn viên lực lượng Houthi ở Yemen cho biết, sáng 30 tháng 4, Houthi đã tập kích hai chiến hạm Mỹ cùng tàu hàng Sakhalides ở Biển Đỏ và tàu hàng MSC Orion ở nội dương, đồng thời nhấn mạnh các chiến dịch đều thành công, nhưng không nêu chi tiết. Houthi cho biết tàu Cyclades cờ Hy Lạp đã che giấu điểm đến thực sự của mình và bị Houthi tập kích chính xác khi rời cảng Elias. Trong khi đó, Houthi mô tả MSC Orion cờ Bồ Đào Nha là tàu hàng của Israel. Tín hiệu từ hệ thống nhận dạng tự động AIS cho thấy nó khởi hành từ Oman. Houthi không nêu thông tin hai chiến hạm Mỹ bị nhắm mục tiêu. Giới chức Mỹ cũng chưa bình luận về thông tin trên. Vài ngày trước, lực lượng Houthi ở Yemen cũng đã ra tuyên bố thừa nhận đã bắn tên lửa vào một tàu chở dầu của Anh trên Biển Đỏ và một thiết bị bay không người lái của Mỹ ở miền Bắc Yemen. Tuyên bố nêu rõ, nhánh hải quân của lực lượng này đã bắn tàu chở dầu Andromeda Star của Anh, trong khi nhánh không quân bắn hạ thiết bị bay MQ-9 của Mỹ ở khu vực Saada, governorate. Trên website, cơ quan vận tải thương mại hàng hải Anh xác nhận một tàu của nước này đã bị hư hại do chúng tên lửa ở ngoài khơi Yemen. Ngoài ra, lực lượng Houthi cũng đã phóng một số tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh vào một số mục tiêu ở thành phố cảng Elias của Israel. Phát ngôn viên Syria còn tuyên bố Houthi đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Darwin ở Vịnh Aden. Tàu MSC Darwin 6 treo cờ Liberia và lúc đó đang di chuyển giữa các cảng thuộc thành phố Aden, Yemen và The Djibouti. Thuyền trưởng của một con tàu cho hay đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy nước bắn tung tóe và khói bốc lên từ biển, cách cảng Aden của Yemen khoảng 15 hải lý về phía tây nam. Theo cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh, UKMTO, cơ quan này cho biết thêm thủy thủ đoàn và tàu đều an toàn. Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia Anh thông báo đã bắn hạ một tên lửa của Houthi đang bay về phía một tàu chở hàng của Anh trên vịnh Aden. Cụ thể, tàu chiến HMS Diamond đã dùng hệ thống tên lửa Sea Viper bắn hạ mục tiêu của Houthi. Người phát ngôn của Houthi, Iaia Saria, sau đó cũng đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội X. Anh và Mỹ dẫn đầu liên minh chống lại các vụ tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thuyền thương mại trên biển đỏ, nơi chiếm khoảng 12% tổng lượng hàng hóa vận chuyển theo đường biển của thế giới. Từ đầu năm nay, hai nước đã phối hợp tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, cũng như đánh chặn các tên lửa của lực lượng này trên biển đỏ. Phía Houthi cũng nói rõ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine cho tới khi Israel phải ngừng các hành động chống lại người dân ở dài Gaza. Bắc Kinh đã cảnh báo rằng luật chống Trung Quốc được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật vào tuần trước sẽ dẫn đến các bước trả đũa mạnh mẽ nếu Washington không thay đổi đường hướng đối với các sáng kiến đối nghịch. Vấn đề là kế hoạch của Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cách chi 8 tỷ đô la Mỹ cho các sáng kiến an ninh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, bao gồm viện trợ quân sự cho Đài Loan, Trung Quốc, cũng như luật mới sẽ cấm TikTok nếu nền tảng chia sẻ video này không được bán bởi công ty mẹ Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo, nếu Mỹ ngoan cố không thay đổi ý định, Trung Quốc sẽ tiến hành các động thái quyết liệt và cứng rắn nhằm bảo vệ lợi ích an ninh lẫn phát triển của chúng tôi. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích đề xuất cấm cửa TikTok tại Mỹ là hành vi bắt nạt, xuất phát từ một bên không thấy cơ hội chiến thắng trong cạnh tranh sòng phẳng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã cảnh báo luật mới của Mỹ sẽ gây gián đoạn hoạt động kinh doanh bình thường của các công ty, làm tổn hại niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế về môi trường đầu tư cũng như tổn hại trật tự kinh tế quốc tế và quy tắc thương mại. Không chỉ vậy, ông Biden đã kêu gọi chấm dứt sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc trong vòng 12 tháng. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, Lâm Kiếm đã tuyên bố rằng các hành động mới nhất của Mỹ vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Ông Lâm Kiếm nói rằng, chúng tôi kêu gọi Mỹ tôn trọng lợi ích cốt lõi và những mối quan ngại lớn của Trung Quốc đồng thời không thực hiện những bài viết tiêu cực liên quan đến Trung Quốc. Nếu không, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của chúng tôi. Đạo luật viện trợ mới của Đài Loan vi phạm các thông cáo chung giữa Mỹ và Trung Quốc về nguyên tắc một Trung Quốc. Ông cũng cảnh báo rằng nó cũng gửi đi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới phe Ly khai ở Đài Loan, Trung Quốc và nói thêm rằng Washington một lần nữa bộc lộ bản chất bá quyền và bắt nạt. Ngoài ra, ông Lâm Kiếm cũng phản đối cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ Blinken rằng Trung Quốc đang xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng để giúp Nga sản xuất thêm vũ khí để sử dụng chống lại Ukraine. Ông lưu ý rằng Trung Quốc đã thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình được đàm phán ở Ukraine trái ngược với vai trò chủ mưu của Mỹ. Trở về sau chuyến thăm Trung Quốc, chia sẻ với hãng tin CNN, Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken cho hay, chính phủ Mỹ đã chứng kiến những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Ông Blinken nói, chúng tôi đã thấy bằng chứng về những nỗ lực gây ảnh hưởng và can thiệp. Và chúng tôi muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ bị loại bỏ càng nhanh càng tốt. Ông Blinken cho biết, ông đã lặp lại thông điệp mà Tổng thống Joe Biden đã gửi cho ông Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh ở San Francisco vào tháng 11 năm ngoái là không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Sau đó, ông Tập đã cam kết rằng Trung Quốc sẽ không làm như vậy. Ông Blinken nói, bất kỳ sự can thiệp nào của Trung Quốc vào cuộc bầu cử Mỹ là điều mà chúng tôi đang xem xét rất cẩn thận và hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Vì vậy, tôi muốn đảm bảo rằng họ sẽ nghe lại thông điệp đó một lần nữa. Ông đồng thời bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc và các quốc gia khác đang lợi dụng sự chia rẽ xã hội hiện có ở Mỹ trong các chiến dịch gây ảnh hưởng. Trong chuyến thăm Trung Quốc trên, ông Blinken cho biết hai nước đang tập trung vào các lĩnh vực mà chúng tôi đang nỗ lực hợp tác, nhưng chúng tôi cũng rất thẳng thắn về những khác biệt của mình và điều đó quan trọng nếu chúng tôi không muốn sự cạnh tranh hiện có biến thành xung đột. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của ông Blinken về việc Bắc Kinh can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, đã nhấn mạnh: "Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác là nguyên tắc cơ bản trong ngoại giao của Trung Quốc. Bầu cử tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ của Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ quan tâm và sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ ai nêu vấn đề về Trung Quốc và làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc vì mục đích bầu cử." Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cho rằng những cáo buộc từ phía Mỹ bắt nguồn từ sự bất an của Washington trước sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh. Truyền thông đại nước Trung Quốc đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này ngày 30 tháng 4 cho biết đã trục xuất một tàu bảo vệ bờ biển của Philippines và một tàu khác khỏi vùng biển tiếp giáp với bãi cạn Scarborough. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc không cung cấp thêm thông tin. Đây không phải là lần đầu tiên hải cảnh Trung Quốc tuyên bố trục xuất những tàu Philippines đi vào vùng biển tiếp giáp với bãi cạn Scarborough. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, hải cảnh Trung Quốc tuyên bố xua đuổi tàu của cục nghề cá và nguồn lợi thủy sản Philippines vì xâm nhập trái phép vào vùng biển tiếp giáp với Scarborough. Quân đội Trung Quốc cũng từng cáo buộc Philippines đã gây rắc rối ở biển Đông thông qua hoạt động tuần tra trên không với các quốc gia bên ngoài rồi công khai thổi phồng vấn đề. Đáp lại, người đứng đầu văn phòng công vụ của quân đội Philippines Ông Sergei Trinidad cho biết cuộc tuần tra chung trên không giữa Philippines và Mỹ nhằm mục đích bảo vệ lãnh thổ và lợi ích quốc gia của Philippines ở Biển Đông. Bãi Cạn Scarborough nằm cách đảo Lưu Dông của Philippines khoảng 230 km và cách bờ biển Đông Nam Trung Quốc khoảng 1.000 km. Cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với Bãi Cạn Scarborough. Năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát Bãi Cạn Scarborough từ tay Philippines. Bắc Kinh và Manila đã nhiều lần đụng độ trong những tháng gần đây tại bãi cạn này. Cả hai đã cáo buộc lẫn nhau về các hoạt động gây hấn ở đó và Philippines gần đây đã triệu tập một nhà ngoại giao Trung Quốc tới để phản đối các hành động. Theo Reuters, Trung Quốc và Philippines trước đây cho biết họ sẽ tìm cách liên lạc và quản lý tốt hơn xung quanh các cuộc giao tranh ở Biển Đông rộng lớn, nhưng căng thẳng đã gia tăng gần đây, đặc biệt là sau khi Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao và quân sự mạnh mẽ hơn với Mỹ, bao gồm cả việc cho phép Mỹ tiếp cận thêm nhiều căn cứ quân sự ở Philippines. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại